quan sát ạ? À, thay đổi thấy rất là nhiều, rõ rệt luôn á. Mẹ em cũng cảm nhận được, thấy nó mịn hơn, trắng sáng ra hơn. Cũng dùng rất là nhiều cái dòng sản phẩm cao cấp mà có ở Việt Nam. Thế và kể cả hàng sách tay cũng vậy. Thế nhưng mà giá trị thì không cải thiện được bao nhiêu. Tức là cái dòng sản phẩm này thì ở nước ngoài thì người ta biết nhiều hơn ở Việt Nam. Chị cảm nhận được rằng là cái hãng này nói chung là về cái sự săn sóc khách hàng rất là chuyên nghiệp. Từ cái khâu tư vấn cho khách hàng cho đến bán sản phẩm. Và đến ngày hôm nay chị từ ngoài Bắc bay vào đây đấy. Thì chị dự cái buổi khai trương của cái phòng spa hôm nay thì chị thấy rằng là nói chung là rất là quy mô, chuyên nghiệp và săn sóc khách hàng rất là tốt. Chị cảm thấy rất là tin tưởng. Nhất gia nhị dáng, nhất gia nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm tần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy. Cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo, mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620, chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Tower ở địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480, chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road góc đường Lewis, trung khu thương mại với chợ Center 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas ở địa chỉ 86 South Able Street góc đường Calaveras Boulevard, trung khu thương mại với cơm Tám Thanh 2 và Da Cao Sandwich 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali, cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue, góc đường Beach Boulevard 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess